vậy, chúng ta đã trải qua 3 bước: xác định mục tiêu, thu thập và chắt lọc thông tin, tìm insight. 3 bước này được coi là tư duy marketing trong làm quảng cáo. Còn bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 3 bước còn lại, được coi là 3 kỹ năng chuyên môn, đó là tạo thông điệp, sản xuất nội dung và triển khai kênh truyền thông. Các bạn có nhớ thông điệp là gì không? Hãy cùng ôn lại kiến thức một chút nhé. Thông điệp đó là những thông tin mà người gửi muốn lưu lại trong tâm trí của người nhận tin, đó là những yếu tố cần thiết để gây ảnh hưởng, duy trì, làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, cảm xúc của đối tượng mục tiêu. Một điều rất là lưu ý cho phần này đó là các bạn cần phân biệt rõ giữa thông điệp và khẩu hiệu, còn gọi là tagline. Các bạn có thể hiểu là slogan cũng được. Chẳng hạn, ví dụ về quảng cáo của dầu ăn Neptune vào mỗi dịp Tết với câu khẩu hiệu quen thuộc về nhà đón Tết, gia đình trên hết, thì qua đây Neptune muốn gửi đến mọi người một thông điệp rằng Tết là thời khắc gia đình đoàn viên sum họp, gắn kết yêu thương, buộc chặt sợi dây tình cảm của nhiều thế hệ, là dịp mà bất cứ người con xa xứ nào cũng muốn trở về và gần như là sẽ chẳng có Tết nữa nếu như thiếu vắng bất cứ thành viên nào trong gia đình. Hay quảng cáo của dầu gội đầu X-Men với câu khẩu hiệu rất là đỗi quen thuộc, X-Men đàn ông đích thực. Với phụ nữ, X-Men muốn gửi đến một thông điệp rằng nếu thương chồng, hãy cho anh ấy sử dụng dầu gội của riêng mình. Còn với đàn ông thì thương hiệu này muốn nhắn nhủ rằng là người đàn ông hãy dùng dầu gội của riêng mình để thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và chất nam tính của mình. Qua hai ví dụ trên thì chúng ta có thể thấy rằng những câu nói như về nhà đón Tết, gia đình trên hết hay X-Men đàn ông đích thực, đó là những câu khẩu hiệu, còn gọi là tagline, những câu slogan ngắn gọn xúc tích nhằm thể hiện cô đọng nhất thông điệp mà doanh nghiệp muốn gửi gắm, nhắn nhủ tới khách hàng mục tiêu của mình. Chứ đây không phải là thông điệp các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ rằng thông điệp có thể hiểu đó là ngôn ngữ nội bộ của những người làm quảng cáo truyền thông với nhau, đó là những thông tin dài hơn và cụ thể hơn rất là nhiều, bởi vì đó là những mong muốn của mình để gây ảnh hưởng đến người khác. Như kiểu khi mà chúng ta mong muốn thì rất là nhiều, nhưng mà khi nói ra ấy thì chúng ta cần phải gọt rũa, cắt tỉa sao cho khách hàng dễ nhớ nhất và chuyển thể cái thông điệp đó thành cái ngôn ngữ của họ. Vì vậy mới ra đời những câu tagline, những câu slogan rất là ngắn gọn, vần điệu để thể hiện cô đọng nhất thông điệp của chiến dịch truyền thông quảng cáo. Nếu đứng ở vai trò là khách hàng, là người xem thì chúng ta có thể hiểu tagline, slogan là thông điệp quảng cáo cũng được. Nhưng khi đã là một marketer thì các bạn cần phải hiểu sâu hơn rằng tagline, slogan đó là những thứ đã được copywriter mài rũa đi rồi, đó là ngôn ngữ của khách hàng. Đằng sau nó là một thông điệp cụ thể và rõ ràng hơn rất là nhiều, là ngôn ngữ nội bộ của những người làm quảng cáo truyền thông. Nắm được điều này, bạn mới có thể tạo ra được các nội dung quảng cáo thể hiện rõ nét thông điệp cần truyền tải và tạo ra được những tagline, slogan vừa cô đọng vừa khiến khách hàng dễ nhớ. Thông điệp là linh hồn của quảng cáo. Có thông điệp mới có thể tạo ra được nội dung và viết ra được những câu slogan, những câu tagline ngắn gọn, dễ hiểu.